Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Chuyển động nghề mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau với nhiều thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa phát động chương trình tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia ngày 10 tháng 10 năm 2022. Đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng tải trên mạng xã hội lan tỏa thông điệp của tháng 10, tháng tiêu dùng số, chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng bộ nhận diện của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng tháng 10, tháng tiêu dùng số, chuyển đổi số quốc gia. Trước mắt, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hãy chung tay lan tỏa thông điệp của tháng 10, tháng tiêu dùng số, chuyển đổi số quốc gia bằng cách đồng loạt đăng tải và lan truyền thông điệp tháng 10, bao gồm tháng tiêu dùng số, chuyển đổi số quốc gia, chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số, doanh nghiệp công nghệ nỗ lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người kỹ năng sử dụng dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trên môi trường số. Chuyển đổi số là một hành trình dài. Tháng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia chính thức bắt đầu để mọi người cùng nhau bước tới nhanh hơn. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm dịch vụ số. Các thông điệp này sẽ được lan tỏa vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 1 tháng 10 năm 2022 trên mạng xã hội, Zalo, Facebook, các nhóm Viber. Tính đến hết quý 3, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã chạm mốc 8,5 tỷ đô la. Như vậy, chỉ cần đến tháng 11, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã có thể chạm mốc 10 tỷ đô la như mục tiêu đề ra. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, dù vẫn cao hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây là lần đầu sau 7 tháng xuất khẩu thủy sản rơi xuống mức dưới 900 triệu đô la. Xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá tra vẫn giữ mức tăng trưởng cao nhất, tăng 97%, đạt 161 triệu đô la. Từ 15 giờ chiều hôm qua 3 tháng 10, giá xăng E5 giảm 1.050 đồng một lít xuống còn 20.730 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 1.140 đồng một lít còn 21.440 đồng một lít. Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng, đưa giá mặt hàng này về mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây, tương đương với thời điểm tháng 9 năm 2021. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính yêu cầu doanh nghiệp trích lập vào quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng RON 95 ở mức 600 đồng một lít, E5 RON 92 là 451 đồng một lít và dầu hỏa 300 đồng một lít. Giá dầu diesel bán lẻ giảm 330 đồng một lít xuống còn 22.200 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 760 đồng một lít xuống còn 22.110 đồng một lít. Thị trường chứng khoán trong nước có diễn biến tiêu cực trong tháng 9 với nhiều phiên lao dốc dữ dội, gần như xóa sạch thành quả hồi phục trong 2 tháng trước đó và tiếp tục dò đáy mới trước nỗi lo suy thoái toàn cầu. Mức giảm khốc liệt trên đã đưa chứng khoán Việt Nam rơi vào nhóm 8 thị trường giảm mạnh nhất thế giới trong tháng 9. Hiện nay, Việt Nam có hơn 300.000 người đang sống chung với bệnh ung thư. Xu hướng mắc bệnh không ngừng gia tăng. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc, phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn đến ở giai đoạn muộn. Việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Tại Hội thảo Quốc gia về ung thư và miễn dịch vừa diễn ra cuối tuần qua, các chuyên gia y tế cho biết ở giai đoạn sớm của bệnh có thể điều trị bằng phẫu thuật triệt căn và 60% bệnh nhân ung thư có thể can thiệp ngoại khoa. Trong số ca mắc ung thư mới, 1/3 trong số đó, nếu biết phòng bệnh, có thể không mắc ung thư. 1/3 nếu phát hiện sớm có thể điều trị khỏi hẳn. 1/3 bệnh nhân còn lại phát hiện bệnh ở giai đoạn tiến triển. Việt Nam nằm trong nhóm nước đang phát triển mô hình bệnh tật nói chung, ung thư nói riêng có đặc điểm khác với các nước phát triển. Tỷ lệ mắc ung thư còn liên quan đến tỷ lệ tiêm vaccine. Ngoài ra còn do thói quen, lối sống. Hiện có nhiều biện pháp điều trị ung thư, nhưng việc phát hiện và sàng lọc sớm vẫn là phương pháp rất quan trọng, giúp 1/3 số bệnh nhân có cơ hội được điều trị sớm, hiệu quả cao hơn.
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quý 3 năm nay. Theo đó, các website này chủ yếu đều sử dụng tên miền quốc tế. Trong đó có 4 website là những địa chỉ chuyên cung cấp nội dung tường thuật trực tiếp các trận bóng đá trên thế giới, gồm soilac3.com, soilac8.tv, 91phút.z.tv, vbo2.tv. Đây đều là những địa chỉ thu hút khá đông người dùng Internet Việt Nam truy cập. Đa số trong 44 địa chỉ tên miền còn lại là các website cung cấp các dịch vụ trò chơi điện tử, cờ bạc, cá cược, đổi thưởng. Bản tin Chuyển động ngày mới xin được tiếp tục với một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho biết, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 116 ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận 432 ca mắc mới không có triệu chứng. Cũng theo NHC, tổng cộng có 143 bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện trong ngày 1 tháng 10, nâng tổng số bệnh nhân phục hồi tại Trung Quốc đại lục lên hơn 242.000 người. Số ca tử vong do COVID-19 vẫn giữ nguyên ở mức 5.226 ca. Hồi đầu tháng 9, nhiều thành phố của Trung Quốc đã phải thực hiện giãn cách xã hội khi liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19, trong đó có Thành Đô và Thâm Quyến. Đến ngày 19 tháng 9, Thành Đô đã dỡ bỏ phong tỏa chống dịch COVID-19. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tuân thủ chặt chẽ chính sách không COVID. Kết quả một nghiên cứu mới đây nhất cho thấy Bắc Cực đã ấm lên gấp khoảng 4 lần tốc độ trung bình toàn cầu trong 43 năm qua. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng quá trình axit hóa ở phía tây Bắc Băng Dương đang diễn ra nhanh hơn từ 3 đến 4 lần so với các lưu vực đại dương khác. Đại dương, nơi hấp thụ 1/3 tổng lượng carbon dioxide CO2 trong khí quyển, đã trở nên có tính axit hơn do việc sử dụng nhiên liệu quá thạch. Việc mất đi nhanh chóng lượng băng biển ở khu vực Bắc Cực trong 3 thập kỷ qua đã đẩy nhanh tốc độ axit hóa trong dài hạn. Khi so sánh dữ liệu thu thập được ở Bắc Cực từ năm 1994 đến năm 2020 với lưu vực đại dương ở những nơi khác, các nhà khoa học nhận thấy quá trình axit hóa diễn ra nhanh hơn nhiều ở Bắc Cực, gấp từ 3 đến 4 lần. Các nhà khoa học dự đoán, nếu băng biển tiếp tục tan ở phía tây Bắc Cực, quá trình axit hóa có thể tiếp tục diễn ra và gia tăng trong vài thập kỷ tới. Đây là nhận định từ các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Địa cực và Biển tại Đại học Simei, Trung Quốc và Trường Khoa học và Chính sách Hàng hải thuộc Đại học Delaware của Mỹ. Sau nhiều lần bị tạm hoãn do dịch bệnh COVID-19, lễ hội khinh khí cầu quốc tế thường niên với nhiều màu sắc sặc sỡ đã diễn ra, thu hút sự tham dự của hàng triệu du khách. Đây là lần thứ 50 sự kiện này được tổ chức. Màu sắc rực rỡ, nhiều hình thù ngộ nghĩnh như chim cánh cụt, gấu trúc, cá voi, phủ rợp bầu trời thành phố Albuquerque, bang New Mexico của Mỹ. Du khách đang được mãn nhãn trong lễ hội khinh khí cầu quốc tế nổi tiếng, được mong chờ nhất trong năm. Đây cũng là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất thế giới, thường được tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm, và là một trong những sự kiện nổi tiếng, thu hút người dân và khách du lịch đến với thành phố Albuquerque. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.